ghê ta. Mỗi ngày có bọc rác chút xíu à. Sao cái thùng rác nó cứ đầy hoài đầy hoài. Lẽ có đứa nào ở ngoài nó canh me nó vô nó đổ rác vô trong nhà tôi trời. Thì ra là người quen. Chị ơi chị, cái nhan sắc của chị với cái nhân cách của chị không có liên quan hả chị? Nghĩ sao vậy, rác của mình không bỏ nhà mình đi mở cổng nhà người ta để vô đổ trong nhà người ta vậy? Xin lỗi bà đi Kim, cái gì có thể không biết. Chứ duy nhất biết điều là rõ nhất đó nha. Biết điều quá, biết điều quá. Bà muốn một rác của mình đem thỉ qua nhà người ta, biết điều quá. Tôi nói cho bà nghe nha, không phải là tôi đem rác đổ vô nhà bà chứ gì đây, mà là tôi đem rác trả lại cho nhà bà đó. Đời mà có vay thì có trả, tôi trả lại thôi, có cái gì đâu. Ở đâu rác mà đem trả nhà tôi vậy? Ở đâu ra? Ủa không biết thiệt hả? Vậy thì bà về bà hỏi con trai bà đi, bữa nó đem rác vô nhà tôi nó bỏ đó. Nè ta nói hả, chuyện của ai thì người đó giải quyết. Con tôi có đem rác qua bển hay không tôi không thấy, tôi không biết. Còn bây giờ tận mắt tôi bắt tận tay dây tận trán là bà xách rác đổ qua nhà tôi. Thấy không? Đúng không? Tôi nói cho bà biết nha, từ rày sắp tới sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Thì sao? Bà nói làm sao? Bà không có để cho chuyện này xảy ra hả? Đúng. Ừ, cái đó là chuyện của bà. Còn tôi hả? Tôi thích thì tôi cứ làm. Vậy thôi. Bà... Cái gì? Nè, nè. Trời đất ơi, cái thứ... Cái thứ... À, má ăn cái thứ mà tôi thiên lô giật nó. Trời ơi là trời. Đem rác qua đổ nữa đi nghe, rồi thấy cái cảnh ta nói nghiệp quật bà nha. Quả báo nhãn tiền không chờ tới kiếp sau đâu, nghiệp quật bà. Bực cái mình hả? Cái gì mà bị nghiệp quật? Để rồi coi ai bị cho biết. Sao mình bị ho dữ vậy nè? Không lẽ lúc nãy chị lộn với bà Năm? Chắc là mình bị nghiệp quật thiệt rồi. Bà ho dữ lắm hả? À, nghe ông Dũng kể mà thấy tội nghiệp. Bà ho sù sụ suốt đêm mà có ngủ được đâu. Bà mất ngủ thì đã đành. Ông Dũng không có bệnh hoạn gì hết á, mà ổng rồi. Trời ơi, nhặt ông hả? Không, ông Dũng bị vậy á. Ông kế bên nó có ngủ nghi được đâu, con mắt chào quảo lồi ra như hai ngón bu nè. Cái miệng nó như cái kết vậy nè, nó bây giờ ổng vậy nè. Ôi, có khi nào hôm qua mới quở bả xong nó bà coi chừng bà bị nghiệp quật nha. Mà giờ tôi bữa nay qua thiệt trời ơi, chết cha. Vậy là tại mình, vậy là phải qua thăm bà. Ủa mình anh cái gì vậy hả? Trời đất ơi, mình ngồi đây với anh mình phóng tâm đi đâu vậy? Đừng nói viên định mắt dưới nha. Cái ngồi đây đừng nhìn cái gốc cây thấy ai ngồi húng lu đó là kỳ lắm à. Đâu có người đó đâu, ngồi ngồi trên kia. À, trời ơi, ông tôi bị liệu rồi. Ở nhà còn bảo khí khang không? Còn, mang chi? Tôi lấy hai hộp nha. Mà lấy chi? Chuyện của ông ta hỏi chi? Nhiều chuyện. Trời, tôi nói chi vợ chồng không hỏi. Tôi lấy cho cha nội nào kia tôi không hỏi à. Tôi khoan cái bệnh theo liền chứ không hỏi à. Nó nằm ngăn trên trên tủ á. Ôi trời ơi, bà làm tôi hết hồn. Bữa nay qua đây làm chi đây?
Đâu có ai rảnh mà qua nhà bà đổ rác nữa đâu. Ủa, ai nói chuyện rác đến gì? À, vậy chứ bữa nay qua đây làm chi? Trời ơi, tôi nghe ông nhà tôi nói là mấy bữa nay bà bị ho, cho nên là mà hôm trước á là tôi có lỡ tôi rủa bà là nghiệp quật đó, cho nên nếu mà bữa nay để bà bị nghiệp quật á thì tôi lại mang tội khẩu nghiệp, cho nên tôi sửa sai đem qua cho bà nè. Mày gì đây? Đây là bảo khí khang, nó được chiết xuất từ cao lá hen, giúp cho 96,7% người dùng á là giảm được các triệu chứng ho, đàm, giảm được tái phát đột cấp hen suyễn, rồi viêm phế quản mãn, phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD. Cái này là đã được kiểm chứng lâm sàng tại Viện Y học cổ truyền của Trung ương Việt Nam nè, rồi ở Đại học Nam California Hoa Kỳ nè, rồi được đăng trên tạp chí y khoa của Hoa Kỳ nữa đó. Trời ơi, thuốc này hay dữ vậy đó hả? Bà có dùng chưa? Tôi sao đâu mà tôi dùng rồi. Bà đưa cho tôi, lỡ tôi uống có làm sao, bị sao rồi. Tôi đâu có tệ như bà đâu. Tôi đâu có phải là cái người mà gọi là sân si như bà đâu. Cái này là thuốc tôi mua cho ông xã tôi dùng. Ông xã tôi bị hen suyễn y như bà vậy đó. Cái ông uống mà thấy ông đỡ, ông đỡ quá đi. Cái này tôi đem qua tôi làm phước đó. Vậy đó hả? Vậy thì mình uống á, thì sau bao nhiêu lâu thì thuốc nó mới phát huy tác dụng hả bà? Uống là như vậy. Bà uống á, trong khoảng từ 5 đến 7 ngày đầu ha, thì là nó sẽ ho nhiều hơn nha. Ho nhiều hơn khoảng 2-3 ngày là tại vì nó tan đàm ra, ho nhiều tăng ho lên để mà nó bớt cái đàm đi. Rồi uống từ 2 đến 4 tuần thì nó sẽ giảm ho nè, giảm các biến chứng hen suyễn nè, viêm phổi mãn tính nè, rồi phổi tắc nghẽn mãn tính đó. Tôi thấy trong đây có hướng dẫn đầy đủ hết trong này nè đó. Còn mà uống từ 3 đến 6 tháng là yên tâm luôn, không cần phải lo những cái chuyện mà tái phát đợt cấp, những cái biến chứng khác về hen suyễn. Trời ơi, bà đưa qua cho tôi cái thuốc này đó nghe, quý quá luôn. Cảm ơn bà nhiều nha. Nghĩa gì đâu, thì tôi lỡ tôi rủa bà, tôi sợ bị khẩu nghiệp thôi. Thôi cái vụ hôm bữa đó hai mình xí xóa đi ha. Coi như là không có gì xảy ra hết ha. Coi như quề mà nói nghe nè, mốt đừng đem rác qua nhà tôi bỏ nữa nha. Trời ơi, bà nói quá tôi đâu có bỏ đâu, mà tôi đem qua tôi trả lại cho nhà bà đó. Trả cái gì? Bà mắc mới gì tự nhiên đem rác qua trả nhà tôi. Bà là bà quăng bậy vô nhà người ta. Đâu có rác của mình tự nhiên đem qua nhà người ta bỏ. Tại con bà nó đưa qua nhà tôi. Con không bỏ nào tôi biết vô gì. Sao vậy? Tôi lịch sự tôi đem thôi, tôi trả. Lịch sự gì? Chị đem rác qua nhà người ta đổ. Làm kỷ luật quá là nghiêm. Thôi để tôi giải nghiệp cho bà. Sao khoan chờ chút. Chờ chút, chờ xíu lắm thôi. Alo, bác sĩ ơi. Dạ chào bác sĩ. Dạ chào cô ạ. Dạ, hôm nay hai chị em tôi đến nhờ bác sĩ tư vấn một số vấn đề về cái bệnh ho đàm kéo dài á bác sĩ. Không biết là cái nguyên nhân của cái bệnh ho kéo dài đó là gì? Nó có phải là bệnh không? Hay là nó là triệu chứng của những bệnh khác hả bác sĩ? Trước tiên mình sẽ tư vấn về vấn đề ho đàm kéo dài á. Dạ. Nó là một cái triệu chứng của rất là nhiều bệnh lý, chứ nó không phải là bệnh lý. À. Chỉ là một cái triệu chứng thôi. Dạ. Rất là nhiều cái bệnh lý gây ra cái triệu chứng ho đàm đó. Dạ. Ngoài cái bệnh lý trào ngược thì có thêm những cái nguyên nhân khác ho, ví dụ như là bệnh lý hen phế quản. Yeah. Hen phế quản nó cũng ho kéo dài nhưng nó có thể kèm theo cái triệu chứng khó thở nữa. Yeah. Thì có thể có viêm phế quản mạn, có lao phổi, kể cả ung thư phổi thì thỉnh thoảng cũng có cái triệu chứng ho khạc đàm kéo dài. Vậy thì cái cách điều trị như thế nào hả bác? Với những cái nguyên nhân như trên đó, thì mình sẽ dựa vào những cái nguyên nhân đó mà điều trị. Thì cái đầu tiên nhất là mình sẽ tìm cái nguyên nhân nào mà gây ra bệnh lý, nguyên nhân nào của bệnh lý nào thì mình sẽ điều trị theo cái bệnh lý đó. Mình sẽ tìm ra cái bệnh lý ho kéo dài này có thể do trào ngược không, có thể do là viêm mũi xoang không, có thể do lao phổi không, có thể do viêm phế quản không, thì mình sẽ điều trị theo từng cái nguyên nhân. Còn một cái điều nữa nhờ bác sĩ tư vấn nữa là cái mình có cần phải quan tâm đến chế độ ăn uống á, thí dụ như là nên ăn cái gì hay là không nên ăn cái gì khi mà mình bị cái bệnh ho đó không? Ở những người mà ho đàm kéo dài á thì có thể mình ăn chế độ ăn là nhiều nước, ăn đồ ăn loãng dễ tiêu giống như là hoặc là cháo và súp, nghĩa là ăn đồ ăn loãng dễ tiêu nhưng mà phải đủ chất dinh dưỡng, tại vì những người ho đàm kéo dài là họ rất là biếng ăn,
đã ăn không được rồi mà còn thiếu dinh dưỡng nữa thì sẽ sụt cân này kia, không có đủ chất, không có đủ chất, cho nên ăn đồ ăn loãng dễ tiêu nhưng phải đủ dinh dưỡng. Có thể là ăn thêm những cái chế phẩm giống như là tăng cường sức đề kháng lên, có thể là nhiều rau xanh, hoa quả, nước ép trái cây để tăng cường vitamin C. Ăn những cái thứ giống như là thịt bò, thịt heo. Tránh ăn, nếu mà những người mà có cái tiền căn dị ứng á thì mình hạn chế ăn hải sản đó bác. Tránh hải sản, ví dụ như tôm cua thì nó có thể làm kích thích tăng cái ho do dị ứng lên. Thêm một cái nữa là mình phải tránh đó, là mình tránh ăn những cái thực phẩm có caffeine, phải nên như là cà phê, trà nước tăng lực, trà cũng không nên. Nước tăng lực là một trong những có caffeine rất là nhiều, chịu khó là hạn chế tối đa những cái thứ đó. Không có uống những cái thứ có cồn, rượu bia, nước ngọt. Nó thì dứt khoát mà chị em tụi tôi là không có dùng tới rồi. Rồi những cái người mà dị ứng với hải sản hay gì đó thì tránh những cái thứ mà gây dị ứng cho mình. Có người không dị ứng hải sản mà thịt bò hay gì đó thì mình hạn chế ăn. Hay là tránh cái yếu tố kích thích để gây ho. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Hôm nay thì hai chị em cũng đã mở mang được rất là nhiều vấn đề về bệnh lý ho kéo dài rồi. Thì từ đây sắp tới, nếu mà người trong gia đình hay là bạn bè hay người quen mà có ai mà vướng vào cái bệnh này nữa thì lại nhờ bác sĩ tư vấn thêm. Không chỉ hai cô mà bất kỳ ai có triệu chứng khó chịu về cái ho kéo dài thì cứ alo bác sĩ nghe. Sương thu lạnh thiêu bếp lửa hồng, sưởi ấm rượu lưng bầu. Trời đất ơi, mới nhắc rượu có trà là ngay. Mình ngồi bên đây, anh thuận tay trái mà cứ ngồi bên tay phải hoài ta. Quên. Ngồi lộn quên mua rồi, tôi nạp thiếp bên tay trái là mệt đó nha. Dám không? Dám không? Có một bà cũng xỉu rồi đó, đi nạp thiếp rồi chắc nạp sát luôn. Mình gì? Sao mấy nay không tập dưỡng sinh vậy? Mới học mấy bài á, bỏ tập là quên á. Ủa? Rồi sao mình cũng không tập luôn? Tại mình không tập em nghĩ. Nghĩa là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đó ha. Không phải đau là biết. Nhưng mà anh thấy hai chồng mình chưa đến nỗi dưỡng sinh đâu. Thì tập được có thứ bảy chủ nhật đi. Nói mình nghe nè, bây giờ mình đừng có tập dưỡng sinh. Dưỡng sinh nó lề mề mà nó già dữ lắm. Chứ sao? Em với mình đi học dance. Nam chị Nam ơi. Ủa chú Út trời. Ủa chị Nam mới lên. Ủa em mới lên mà làm gì vậy? Giống như em mới xuống em làm gì em nhúng nhúng cái gì vậy? Trời đất, em bón lo nó dạy mình hay gì á? Đừng bỏ cái vỏ xuống cho nó nhẹ, làm gì sức. Em làm gì vậy? Em chúng mắc cái hạ quá vậy. Dạ đúng rồi, em mắc lắm rồi anh. Ủa mắc kẹo hả? Trời ơi, tội nghiệp quá. Thôi dù tôi nghĩ anh phải chỉ nhanh để cho nó dạy nước kìa. Giờ em hỏi cái toilet nhà mình ở đâu anh? Bây giờ này em quẹo qua làm sao? Rồi cái em quẹo phải. Em đi tới thấy ngã ba. Em nhìn qua bên tay phải, xong em đi thẳng tới. Đi thẳng tới thấy tới ngã tư. Đừng quăng cái tư quay đầu trở lại tới ngã ba chỗ nãy đó. Em nhìn cái. Cái nào cốt chỗ cái mít đó ha. Trời ơi, ngã muốn chết rồi, ông chỉ nó lên thị xã luôn hay gì. Chạy vô. Cửa kìa. Ê, tao có chuyện nhiều. Trời ơi, ít có ác lắm. Nói thêm một câu nữa là nhỏ làm tại chỗ luôn. Ủa sao em hiểu ý anh này, tính cho nó làm tại chỗ luôn đó. Rộng lâu hả? Thì lâu lâu chú nó làm cho chị. Trời ơi, thấy cái mặt nó xanh chành thì nó muốn chết rồi. Trời ơi, mặt mày phởn phơ rồi ha. Nhẹ ha. Ủa rồi sao mà chú lên không nói anh chị nói sắp nhỏ thì chuẩn bị bằng gà bằng heo rồi đãi rồi chứ. Trời ơi, em lên mà em không báo trước. Thôi bây giờ nhà mình có gì ăn nấy cũng được, không sao đâu anh chị. Ấy à, lâu lâu mới lên có gì ăn nấy sao không được. Để tôi sắp nhỏ đi chợ mình cái tôi mua con gà. Nè, nếu mình mua gà đó anh dặn nè. Mua gà mái á. Biết, gà mái dầu 20 ngàn à, chú nó lên không có được tiếp. Rồi về là anh tính cho. Bây giờ là đầu tiên là mình uống trà đi. Chị đi chợ mua gà về cái mình liền luôn, mình sẵn hai cái này nè, cẳng á, hai cẳng đó mình hấp hành liền, hai này mình đưa cay. Rồi món tiếp theo là chị lấy lòng với xào mướp, xong xào xong chị bỏ vô con dĩa để tủ lạnh, chị cũng đi học về nó ăn. Xong còn nguyên cái mình á là chị bỏ trong tủ lạnh đông luôn, rồi mai mốt mà bữa nào anh chị kẹt không đi đâu được đó thì kho xả hai chị ăn từ từ ha. Trời ơi mình kỳ quá. Cái gì? Trời ơi, lâu lâu chú Út mới lên gì mà đãi có hai cái cẳng là không vậy? Bây giờ em nói mình nghe nè. Lâu lâu chú mới lên, không ấy mình sắn luôn hai cái chóp cánh đó, đãi luôn. Được rồi. Cái đầu cánh béo dữ lắm à. Mình không đãi dữ. Với lại gì nè, cái cần cổ đó, nó xương á, mình út nó gặm không có được. Không ấy, bỏ ra mấy anh em nhậu luôn đi. Nghe, bây giờ nè, tôi đãi nè, hai cái cẳng, hai cái đầu cẳng với cái cổ. Rồi, vậy nghe anh em tự xử, giờ tôi đi vô, tôi đi chợ à. Anh cùng mình luôn mình. Ừ. Anh chị giỡn thôi chứ
Thật ra trong tôi là nhà anh chị đủ hết trơn á. Nhà anh điều kiện mà có điều kiện nhà Thường vô hộ vợ à. Nhà anh nhà Thường đủ, nhà anh không thiếu gì trơn á. Chỉ có thiếu nợ thôi. Công nhận lâu lâu lên thăm anh chị, thấy anh chị vui tính quá. Hôm trước ở dưới quê á, có đám đại diện hội về. Có mời thêm một nhóm hài nữa. Mà họ diễn không mắc cười bằng anh chị. Không ăn ý bằng anh chị luôn đó nghe. Trời ơi, cái chú này kỳ ghê á. Tự nhiên là nói hai anh chị làm duyên hơn nhóm hề. Trời đó, đừng nói bậy gì nghe, anh chị thích lắm á. Cái gì nói vậy? Chú Thần. Sao? Anh dời bằng nước ra đây ngồi uống với em được không? Hay là dời vô toilet luôn cho nó tiện? Sao lại nói vậy? Vậy chứ vừa uống nước vừa đá dầm ai chịu nổi ta. Cái đường đại lộ em là thấy bình yên rồi đó. Mà cái đường tiểu lộ em anh thấy nó hơi ngãng ngãng cái gì á. Có gì nói nghe coi. Đúng là không có chuyện gì mà giấu anh được hết. Chứ sao? Sống với anh từ nhỏ tới lớn em nhúc nhích là em biết anh dở chân nào. Đừng nói chi cái chuyện mà em sao. Nói nghe coi. Thật ra hơn 6 tháng nay rồi. Đêm nào em cũng đi tiểu 4-5 lần hết á. Ban ngày á thì đi tiểu cả chục lần. Em đang nghi ngờ lại mắc bệnh nan y đó. Cái gì? Cái gì nan y? Gì đó vậy cha? Đừng có quan thưởng bên bảy đồng bạn nha. Nan y chỗ nào? À, em đang nghi ngờ em mắc bệnh ung thư. Trời đất ơi ông, cái bệnh ung thư là cái bệnh thế kỷ, không có nói tầm bậy. Không có gặp bác sĩ thì đừng có nói tầm bậy bà. Mà em nghĩ ung thư cái gì? Dạ em bị ung thư. Ung thư gì? Bậy nha, dòm bậy nha. Ung thư cái gì? Cái gì? Em bị ung thư thằng nhỏ. Trời ơi, hết hồn tụi nó tầm bậy không à? Nhỏ hai thằng cháu anh nó bị gì dưới nó sao? Ở dưới nó bị cái gì? Thằng cháu anh dưới nó bị gì sao không dẫn lên đây luôn? Cháu anh có bị gì đâu? Không bị mà. Bệnh thằng nhỏ là em đây nè. Trời lao rồi, trời ở không kịp luôn à. Từ cha sánh mày đẻ và chưa hề nghe cái vụ bệnh thằng nhỏ hết trơn. Bệnh thằng nhỏ là bệnh sao? Bệnh em tự nghĩ hay gì? Cha không giấu gì anh à. Là hơn 6 tháng nay rồi, đêm nào em cũng đi tiểu 4-5 lần hết trơn á. Rồi ban ngày á thì em đi hơn có chục lần á. Vợ em thì nghi ngờ em bị suy thận. Rồi mua nào là hải sản nè, rồi hào về cho em ăn. Rồi mua thuốc bổ thận về cho em uống. Mà em uống quá trời luôn mà bệnh em không thuyên giảm gì hết á. Ban đêm em bị mất ngủ nhiều là do phải đi tiểu nhiều lần. Bây giờ em lo sợ, em nghi ngờ là em bị bệnh ung thư thằng nhỏ. Cho nên em lên đây để đi khám xem bệnh tình của em như thế nào. Trời đất quỷ thần ơi, làm hết hồn luôn á. Anh tưởng á, bây giờ có cái loại bệnh mới là anh xưng phong đưa em tới bệnh viện để cho bác sĩ khám, để anh vô anh con cái bệnh thằng nhỏ nó như thế nào. Ông ơi là ông, hồi nãy em mới bước lên á, em uống ly trà thứ nhì mới được nửa ly em bóp tóc anh chạy là anh nghi em có bệnh rồi. Nhưng mà khi mà em nghe em trình bày rồi đó thì anh xác định là không có bệnh gì hết trơn á. Trời á, cái bệnh em vừa rồi đó là do tâm bệnh mà em quan tưởng nghĩ ra thôi, chứ cái bệnh đó hồi xưa anh bị rồi nè. Nó dễ ợt hả? Nó là cái tên nó bệnh là bàng quang tăng hoạt OAB. Em nói sao? Một đêm em đi 4 lần. Một ngày 10 lần là vậy kia 14 lần đúng không? Một đêm anh đi 18 lần. Mà anh chữa hết bệnh rồi nè. Ủa, anh chị bằng cách nào hay vậy? Đợi em một chút. Ít niệu khang là sản phẩm tiên phong có chứa chất Rolet của Thụy Sĩ, chiết xuất từ hột bí đỏ Pipo của châu Âu với mầm đậu nành, giúp giảm nè tiểu đêm nè, tiểu xoắn nè, tiểu không tự chủ được. Bàng quang tăng hoạt OAB nhiều chú á. Mà em biết quan trọng không? Khi mình uống xong rồi đó là nó không có tiểu đêm nè, không có tiểu gắt nè, không có tiểu xoắn, không có tiểu mất tự chủ nữa, mà được Bộ Y tế chứng nhận mới ghê. Anh thấy không? Em nghe lời anh, em uống đi sẽ giảm liền hết bệnh liền luôn nè. Anh nè, hồi xưa nè, anh nói thiệt em khỏi ngủ luôn, đêm khỏi ngủ luôn, bây giờ là khỏi có luôn, khỏe lắm. Vậy thì khi mà anh dùng cái sản phẩm này á thì bệnh tình của anh sao hả anh? Không, anh thì hết rồi đó, mà không phải một mình anh đâu. 96% người tham gia uống cái này nè, sau từ 6-8 ngày là coi như giảm phân nửa quá trình đi tiểu. Nhưng mà em uống theo đúng khoảng chừng 3-4 tuần là coi như không còn tiểu nữa. Một đêm có khi em khỏi tiểu luôn, không còn nước để tiểu luôn đó nha. Còn uống đúng lộ trình từ 3-6 tháng là coi như trở lại người bình thường, y chang nhanh vậy nè, y nhanh này, dạng bình thường nè. Thấy chưa? Nhìn mặt sượng sượng là thấy không tin anh rồi. Đây, ăn miếng thành long mới kìa, mặt mày à. Đây. À, mà là mình đưa cho chú Út uống cái này hả? Mình giống như chàng anh á, mà anh đưa uống nãy giờ hơi gần người kìa. Cái mặt mày thấy hoang mang vậy? Ừ.
nghi ngờ không an tâm hay gì á. Chú uống cái này đi, bà nói hay dữ lắm, khuyên giảm liền luôn á. Uống đi, chết tụi tôi lo cho. Có nói liều. Không có sao. Trời ơi, ông xã tôi uống rồi, nay hết bệnh rồi đó, thấy không? Con tính sống nè. Cái mặt mày chú Út cười quan mang vậy. Làm như không tin hay gì á. Đừng rồi, để tôi lo. Anh biết má mày gọi ai đó. Nghe nè. Alo, bác sĩ ơi. À, tôi xin chào bác sĩ luôn. Chào anh Thành. Dạ, hôm nay hai anh em tôi tới đây á, là thằng em tôi nó có cái bệnh, nó nằm về cái khoảng, nó tiết gì mà tiết niệu. Mà nhà nó không có tiết phục. Thôi sẵn tới đây á, nhà bác sĩ tư vấn giùm em đó. Tình trạng của tôi hiện tại á là bị tiểu nhiều lần, tiểu cả ngày lẫn đêm mà không kiểm soát được. Rồi cái tình trạng mà buồn tiểu gấp á, mà không nhịn được bắt buộc phải đi ngay đó, thì cái triệu chứng đó là gọi là bệnh gì, có phải là do thận yếu không vậy thưa bác sĩ? Cái bệnh lý nghe sơ qua anh kể về các cái triệu chứng thì mình có thể nghĩ đầu tiên đó là cái bệnh lý hay gọi là cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, người ta gọi tắt là OAB, đó là chữ viết tắt của tiếng Anh. Cái bệnh lý này đó nó là thường gặp nhất, gây ra các cái triệu chứng về tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu không kiểm soát, tiểu liên tục, mà thậm chí những trường hợp nếu nặng có thể kèm theo xoắn tiểu hay gọi là tiểu xoắn. Thì đó là nguyên nhân thường gặp. Tuy nhiên nó còn một số bệnh lý khác do các cái tổn thương về hệ thần kinh trung ương, hoặc là do các cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như có nhiễm trùng đường tiểu hay là đái tháo đường. Và trong đó thì cái nguyên nhân anh đề cập thận yếu thì thường có, nhưng mà nó rất hiếm. Và nếu là thận yếu thì thường nó nằm ở giai đoạn đầu thì nó mới có triệu chứng là tiểu nhiều, chứ nặng về sau thì thường là người ta tiểu ít. Đó. Cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt tính hay gọi là OAB đó, đó là một cái bệnh lý mà nó thể hiện đó là mình sẽ đi tiểu rất là nhiều lần, tiểu liên tục, tiểu không kiểm soát do sự tăng hoạt của cái cơ bàng quang, hay ta gọi là cơ chóp bàng quang. Thì trong cái bệnh lý này cái cơ bàng quang nó được kích thích liên tục, dẫn đến nó làm cho mình đó là cứ phải đi tiểu liên tục. Người bình thường thì có thể là nhịn tiểu được tới khoảng 250ml đến 300ml thì mình mới có cảm giác mắc tiểu và đi tiểu. Thậm chí nếu mình muốn nhịn, mình có thể nhịn được tới 500, thậm chí là 1 lít thì mình mới đi tiểu. Tuy nhiên trong bệnh lý này nó làm cho mình kích thích liên tục và mình muốn đi tiểu liên tục và không có có thể là nhịn được tiểu. Do đó mình phải tiểu liên tục là vậy. Dạ bác sĩ, cho em hỏi thêm về cái hướng mà để mà điều trị bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần mà tiểu xoắn đó bác sĩ, thì mình có cái cách điều trị như thế nào vậy bác sĩ? Về cái phương pháp điều trị cái bàng quang tăng hoạt tính, có những cái cách thức. Thứ nhất là gọi là phương án không dùng thuốc, thì có thể là mình không dùng thuốc, nó bao gồm là thứ nhất là cái chế độ ăn uống sinh hoạt. Thế thường là mình sẽ kiêng cử các cái chất như là cà phê hoặc là rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích là mình không có sử dụng để mà hạn chế cái bệnh lý này. Cái thứ hai là tập thể dục để mà cân bằng cái trọng lượng cơ thể cũng như là cân bằng các cái cơ quan khác, thì lúc đó nó sẽ kiểm soát tốt hơn. Cái tiếp theo nữa là nếu trong những trường hợp nặng thì mình có thể áp dụng các cái bài tập về sàn chậu thì để mình để kiểm soát cái bệnh lý này. Và nếu trong trường hợp mà mình điều trị các phương án không dùng thuốc này nó không có hiệu quả hoặc hiệu quả kém, mình có thể áp dụng các biện pháp, ví dụ như là dùng thuốc, thì trong đó có thuốc Tây y và thậm chí một số cái thảo dược bây giờ thì người ta cũng có bằng chứng là nó an toàn. Chuyện tiếp theo đó là phẫu thuật. Thì nếu mà cần phải phẫu thuật thì đương nhiên chắc là mình phải tới bệnh viện gặp tôi để trao đổi gì. Nếu mà mình cảm thấy mình uống thuốc Tây mà nó hơi nóng hoặc là mình không thích uống, yeah, thì mình có thể áp dụng đầu tiên là cái phương án không dùng thuốc, giống như tôi nói, về sinh hoạt, ăn uống, ha, tập thể dục, cân bằng cái trọng lượng cơ thể. Ngoài ra mình có thể sử dụng một số thảo dược. Gần đây người ta có nghiên cứu về cái hạt bí đỏ và cái mầm đậu nành, thì người ta chiết xuất ra cái chất gọi là golet. Thì gần đây bên Hàn Quốc người ta có làm một cái nghiên cứu về lâm sàng chứng minh cho thấy nó cũng có được hiệu quả trên những bệnh nhân có bàng quang tăng hoạt tính. Cái trường hợp của tôi hiện tại bây giờ thì có nên hạn chế nước hay là ngưng dùng nước không hả bác sĩ? Cũng như là cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt này là mình biết trong vấn đề sử dụng nước đó, thì mình sẽ không có kiêng nước mà mình vẫn uống nước bình thường từ 2 lít đến 2 lít rưỡi mỗi ngày. Tuy nhiên để tránh cái triệu chứng tiểu đêm
thì mình có thể sử dụng nước vào buổi sáng và buổi chiều, tránh sử dụng buổi tối. Tại vì uống nước buổi tối thì mình sẽ đi tiểu vào buổi tối nhiều lần, nó sẽ gây phiền phức cho mình. Chỉ có vậy thôi chứ mình không có kiêng cữ về nước. Cái bằng quang tăng hoạt OAB với lại bệnh suy thận á, nó phân biệt được như thế nào bác sĩ ha? Thực tế hai cái bệnh lý này nó rất là khác nhau. Về triệu chứng thì mình có thấy có vẻ tương đồng, nhưng thật sự ra trên thực tế mình phân biệt cũng rất là dễ thôi. Thì mình sẽ đến trung tâm hoặc cơ sở y tế nào uy tín thì mình sẽ kiểm tra đánh giá lại chức năng thận, thì mình sẽ phân biệt được là thận yếu hay là bệnh lý bàng quang tăng hoạt mà thôi. À, nhìn là về bác sĩ chuyên môn mới biết chứ còn người dân cảm nhận thì không đúng đúng không? Còn nếu mà mình có lo lắng về vấn đề suy thận hay là thận yếu thì mình có thể đến trung tâm y tế gần nhất để mà mình làm các cái xét nghiệm như siêu âm, xét nghiệm máu, chẩn đoán về chức năng thận thì mình sẽ loại trừ được ngay thôi. Hai anh em tôi cảm ơn bác sĩ luôn rất nhiều. Nếu mai mốt mà gia đình tôi mà có tình trạng bệnh giống vậy nè thì nhờ bác sĩ tư vấn giúp giùm nha. Không những anh mà kể cả gia đình anh em của anh hoặc bất kỳ ai mắc bệnh bàng quang tăng hoạt tính thì cứ alo bác sĩ nghe.